Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chiến Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ Dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chương biên tập bình minh thời gian ngày 2 tháng 9 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 573 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim giải trang bảy trăm năm mươi chín hàng thứ năm bắt đầu xem từ kim văn đương lai chi thị kinh đạo diệt tần ngã dĩ từ bi ai mẫn đặt lưu thử kinh chỉ trừ bát tuyệt khi hữu chúng sanh Trực tư kinh giả Tùy ý sở nguyện Giai khả đắc độ Đoạn kinh gian này Nói định hai vấn đề Thứ nhất là Vì từ bi Nên lưu lại kinh này một trăm năm Thứ hai là Gặp được bộ kinh này Đây là loại thời mạt Pháp Gặp được bộ kinh này Tùy nguyện được độ Chúng ta xem Chú giải của Hoàng Niệm Tổ Tương lai khi kinh diệt Đại sư Thiện Đạo nói Mười ngàn năm tam bảo diệt Cái này trụ một trăm năm Đại sư thiện đạo là người thời nhà đường Tổ sư đời thứ hai của tịnh độ Sau đại sư quậy diễn Ngài là người có cống hiến lớn nhất cho tịnh độ Tổ sư của tịnh độ tông khác với các tông khác Chư vị tổ sư của các tôn khác Đều là đời này truyền qua đời khác Cứ truyền như vậy Tịnh độ tông là do dân chọn Không có tổ sư Tổ sư do đâu mà có Người này Ở trong thời đại này Có cộng hiện vô cùng lớn lao Cho tịnh độ tông Bản thân tu hành như Pháp Hậu nhân tiến cử họ Trở thành nhất đại tổ sư của tịnh Tông Nên sự phát triển của họ Không như các tầng phái khác Ngài Huệ Diễn là đời thứ nhất Từ Ngài Huệ Diễn đến Ngài Thiện Đạo Thời gian rất dài ở giữa không có Đến thời nhà đường mới có đời thứ hai Quý vị xem tổ sư các tôn phái khác Truyền đến nay Phải gần mấy mươi đời Phải có bảy tám mươi đời Quý vị xem Truyền thừa tịnh tông mới có mười ba đời Họ là do dân tuyển Không phải đương thời tuyển Là sau khi vị Pháp Sư này diên tịch Người đời sau tiến cử lên Nên rất công bình Thực tế mà nói Các vị tổ sư này đều không có ý niệm làm tổ sư Người đời sau đặt họ lên vị trí tổ sư Phải hiểu đạo lý này Trong truyền thuyết ngày xưa Đại sư thiện đạo là Phật A-di-đà tái sanh Chúng tôi giảng kinh ở Nhật Bản Thăm dò những người xuất gia ở đó Họ nói có thuyết đó Nhật Bản vô cùng sùng bái thiện đạo đại sư Khoảng vào thời nhà đường Nhật Bản có rất nhiều người xuất gia Đến du học ở Trung Quốc người theo đại sư thiện đạo rất nhiều và rất nhiều người theo đại sư trí giả tôn thiên thai chiếm đa số nên tượng các tổ sư trong các ngôi chùa tại Nhật Bản đại sư thiện đạo và đại sư trí giả rất nhiều hầu như khắp nơi đều có thể thấy người Nhật Bản cung kính tổ sư còn hơn cả Phật Bồ Tát vì tổ sư là trực tiếp truyền thừa Tức giống như người xưa Hiếu thuận cha mẹ vậy Đương nhiên vượt qua ông bà Ông bà cố chắc chắn vượt qua Vì cha mẹ là người gần gũi họ nhất Đây là tôn sư trọng đạo Là hiện tượng tốt Nên làm như vậy 10.000 năm là nói mạt pháp, chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm. Trong này chứa đựng ý nghĩa rất thâm sâu. Đó chính là thời kiếp vô lượng, quá khứ vô lượng kiếp, vị lai cũng vô lượng kiếp mười ngàn năm không phải là thời gian quá dài thực tế mà nói thì thời gian rất ngắn rất ngắn trong đại vũ trụ con người nếu mất thân người đời sau lại được thân người e rằng không chỉ là mười ngàn năm vì thân người khó được ý nghĩa chứa đựng trong này chính là nói với chúng ta cơ hội khó gặp trong 12.000 năm gặp được Phật Pháp 12.000 năm này trong đại vũ trụ là vô cùng ngắn ngủi Hiển thị ra Phật Pháp khó nghe Nếu không nắm chắc thời tiết nhân duyên này Bỏ lỡ quả là đáng tiếc Lần sau gặp lại không biết là đời kiếp nào không phải mười ngàn năm Mười ngàn năm không dài Không biết là vấn đề của đời nào kiếp nào Ý nghĩa này rất thâm sâu Chúng ta nhất định phải lãnh hội được Nhất định phải nắm bắt thời tiết nhân duyên này Không được để qua đi một cách uổng phí. Đại sư thiện đạo là Phật A-di-đà tái sanh Câu này được nói ra từ kiêm khẩu của Phật Di Đà Chúng ta phải đặc biệt tôn trọng Đại sư tịnh ảnh đạo sứ Từ ân Từ ân chính là đại sư khuy cơ Nghĩa tịch Pháp trụ giọng Tây Giọng Tây là Pháp sư người Nhật Bản Các vị đại sư này đều giống nhau Tư tưởng của họ đều đồng với Đại sư Thiện Đạo Tịnh ảnh sớ nói Đời tương lai Khi kinh đạo diệt Tức là nói đến Tương lai Pháp này bị diệt tận Là vấn đề Pháp diệt tận Chánh Pháp của Đức Thế Tường có 500 năm Tượng Pháp 1.000 năm Mạc Pháp 10.000 năm Tất cả đều qua Với là diệt tận Tịnh ảnh Là Pháp Sư Huệ Diễm Ngài Huệ Diễn này có tên hoàn toàn giống với Sư Tổ Huệ Diễn. Nhưng hai người khác nhau, thời đại khác nhau. Sư Tổ Huệ Diễn là người Đông Tấn. Thời đại Nam Bắc Triều. Pháp sư Huệ Diễn người thời Tùy Đường. Nên trong nhà Phật gọi ngài là Tiểu Huệ Diễn. Ngài ở chùa tịnh ảnh Người đời sau rất tôn kính Ngài Nên không gọi tên Ngài mà gọi là Đại sư tịnh ảnh Xưng hô Ngài như vậy Ngài có chú giải kinh vô lượng thọ Ý Ngài nói trong chú giải Giống với ý của Đại sư Thiện Đạo đương lai là tương lai khi kinh đạo diệt kinh là kinh điển đạo là pháp môn pháp môn tịnh độ này không còn tức là nói định diệt tương lai pháp diệt tận Phật Pháp không phải mãi mãi truyền thừa ở thế gian này Có thời tiết nhân duyên Mười hai năm sau Pháp dẫn của Phật không còn Càng về sau đương nhiên Pháp dẫn càng suy yếu Chỉ có Pháp môn này có thể giúp chúng sanh thành tựu trong một đời Ngoài pháp môn này ra đều không có thể Hiện nay chúng ta nghe được rất nhiều người Tham thiền niệm Phật A-di-đà Tu mật cũng niệm Phật A-di-đà Như vậy là chính xác Đây đúng là có trí tuệ chân thật Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Ông là Thượng Sư của Mật Tông Ông được truyền thừa Thời gian chúng tôi gặp nhau tuy không dài Nhưng cũng gặp mặt nhiều lần Khi ông còn tại thì Một năm ít nhất tôi gặp ông hai lần Có khi ba lần nên lúc đó tôi thường đến Bắc Kinh. Bắc Kinh còn có một người bạn cũ là cư sĩ Triệu Bọc Sư Đồng Hương. Chúng tôi rất hợp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi nói chuyện 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là đại hộ pháp của tôi Trong nước có ba vị hộ pháp Xuất gia là pháp sư danh sư Còn có một người thiên chúa giáo Phó đại giáo chủ phó thiết sư Ba người đều đã ra đi Người hộ pháp trong nước đều không còn nên bây giờ có người hỏi tôi vì sao không đến bắc kinh bạn cũ đều không còn bản thân cũng đã già niệm phật giảng sanh quan trọng hơn ngoài ra không quan trọng Chánh Pháp của Thế Tường 500 năm Cũng có người nói 1.000 năm Vì sao trở thành 500 năm? Trong Kinh có nói tỳ Kheo Ni Đạo Ái Đạo Xuất Gia Chánh Pháp giảm đi 500 năm Nếu nói 12.000 năm tức không bị giảm đi Cho nên Chánh Pháp, Tượng Pháp, Mạc Pháp chúng ta nên tuân thủ những gì trong nhân dương kinh nói điều này nói rất có đạo lý gọi là chánh pháp phải có đủ ba điều kiện người nói pháp người tu hành người chứng quả có đủ ba hạ người này chính là chánh pháp có người nói pháp có người tu hành không có người chứng quả Đây gọi là tượng Pháp Có người giảng kinh Không có người tu hành Không có người chứng quả Đây gọi là mạt Pháp Đến người giảng kinh Cũng không có Tức gọi là diệt Pháp Từ trên ý này Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được Đích thực có Pháp giận Nên nói như thế nào? chúng ta sanh vào thời đại nào trong chánh pháp có tượng pháp có mạc pháp trong tượng pháp có chánh pháp có mạc pháp trong mạc pháp cũng có chánh pháp cũng có tượng pháp hoàn toàn xem bản thân ta điều này có thể nói được trong kinh điển có căn cứ lý luận đó chính là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Chúng ta nhớ Phật Muộn định thế giới cực lạ Để thân cận Phật A-di-đà Đây chính là chánh pháp Đây là trong mạc pháp có chánh pháp Nếu chỉ có hình dáng của Phật giáo Đây là hình thức Kinh cũng không giảng Vậy cũng không học Đó chính là diệt Pháp Diệt Pháp trong thời mạt Pháp Do đâu có thể thấy Hoàn toàn tại con người Đạo lý này nói rất hay Tất cả đều là quá khứ Đây gọi là diệt tận Nhưng căn cứ Pháp trú ký Của Đại sư Cảnh Hưng Lại có một cách nói khác Trong Pháp trú ký Là chỉ sau bảy ngàn năm Của kiếp tăng Thời gian này rất dài Đó không chỉ là mười hai năm Pháp Trụ Kỳ nói Tuổi thọ con người ngắn nhất là 10 tuổi Đây là nói kiếp Phật nói tiểu kiếp Tiểu kiếp tính như thế nào? Khi thọ mạng của con người dài nhất Thọ mạng dài nhất của con người là tám dạng bốn ngàn tuổi Mỗi trăm năm giảm một tuổi Giảm đến mười tuổi Là tuổi thọ ngắn nhất của con người Giảm đến mười tuổi Từ thọ mạng mười tuổi lại tăng lên Một trăm năm thêm một tuổi Thêm đến tám dạng bốn ngàn tuổi Một tăng một giảm này gọi là một tiểu kiếp Thời gian một tiểu kiếp dài như vậy hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp bốn trung kiếp là một đại kiếp có cách nói như vậy tuổi thọ con người dài chắc chắn là phước báo lớn là đạo lý nhất định tuổi thọ ngắn phước báo sẽ kém không có phước tạo tội nghiệp nhiều khi Đức Thế Tôn xuất thị Là tuổi thọ con người trong thời kiếp giảm Quý vị xem Đây là nói kiếp tăng, kiếp giảm Thỏa mãn bình quân của con người là 100 tuổi Đức Thế Tôn đã diệt độ 3.000 năm 100 năm giảm một tuổi Tức đã giảm 30 tuổi Nên thế giới hiện nay thọ mãn con người thông thường nói Thọ mãn 70 tuổi Bảy mươi tuổi trong kiếp giảm Nên người xưa nói Nhân sinh thất hợp cổ lai hy Một trăm năm giảm một tuổi Khi giảm đến mười tuổi Kiếp đau bình khởi dậy Tàn sát lẫn nhau Lúc này Phật Pháp tạm diệt sau khi tàn đêm Một trăm tuổi Mười sáu đại A-la-hán Và các quyến thuộc trở lại làm người Tuyên dương nói rõ Chánh pháp vô thượng Độ vô lượng chúng Đây đều có căn cứ Khi tuổi thọ của con người còn mười tuổi Tạo tội nghiệp nặng Kiếp đau binh khởi lên tàn sát lẫn nhau. Phật pháp tạm diệt. Lúc này Phật pháp không còn. Nhưng sau khi tăng đến 100 tuổi. 100 tuổi là 10.000 năm. Một trăm năm là một tuổi Một ngàn năm mười tuổi Mười ngàn năm mười ngàn năm một trăm tuổi Khi tăng đến mười ngàn năm Có mười sáu đại A-la-hán Và quyến thuộc của họ Quyến thuộc chính là những học sinh của họ Ở đây là đại A-la-hán nếu là Đại Thừa A-La-Hán Đó chính là Địa Thượng Bồ-Tát Họ vào trong loài người Xưng dương nói rõ Chánh pháp vô thượng Độ vô lượng chúng Thậm chí khi người ở châu này Họ sáu mươi ngàn tuổi Chánh pháp vô thượng lưu hành thế gian Cháy mãi không ngừng Đến bảy mươi ngàn tuổi Tân đầu lô tôn giả Đây là học trò của Đức Thế Tôn Mười sáu đại A-la-hán và các quyến thuộc Cùng một lúc đều nhập vào vô dư Niết Bàn Những người này đều diệt độ Tôn giả Tân Đầu Lô hiện nay ở Thế gian đức thế tôn không cho phép ngài diệt độ nhân gian tu phước ăn chay tu phước không có thánh hiền để ứng cúng phước của họ sẽ rất mỏng ai đến ứng cúng thế tôn đã diệt độ những gì đại đệ tử của Thí Tôn đều diệt độ Chỉ lưu lại một người Chính là Tôn Giả Tân Đầu Lô Trai chủ lấy tâm chân thành Cúng dường tam bảo Tu phước Ngài nhất định sẽ đến Ngài quá thân đến Phải xem thành tâm của trai chủ Chân là trí thành Không có tư tâm Vì chánh pháp cựu trú Vì lợi ích chúng sanh a la hán sẽ đến ứng cúng Cho nên thường trú ở thế gian Còn có một người cũng trú ở thế gian Là tôn giả ca diếp Ở núi cây túc dân nam ngài cũng không diệt độ sứ mãn của ngài là truyền pháp đợi bồ tát di lặc hạ sanh xuống thế gian đem y bá của thế tôn truyền cho di lặc ngài phải đợi bồ tát di lặc hạ sanh thị hiện thành phật ở cõi ta bà này thời gian đó bao lâu Bồ Tát Di Lạc ở trời đâu suốt Thọ mạng cõi trời này Một ngày ở cõi trời đâu suốt Bằng 400 năm ở nhân gian Thời gian khác nhau rất lớn Thọ mạng của họ là 4.000 tuổi Một năm cũng là 365 ngày 4.000 tuổi Quý vị thử tính sẽ biết khoảng năm mươi sáu ước bảy ngàn vạn năm bồ tát di lạc mới hạ sanh hiện nay có rất nhiều người tuyên truyền loại bồ tát di lạc đã hạ sanh đó là lời đồn chứ không phải thật bởi vậy tôn giả ca dí phải đợi thời gian rất dài cũng để cho người thế gian tạo phước điền ngày trú ở nhân gian vì sao không xuất hiện giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh đây chính là trong Phật giáo đại thừa thường nói Phật không độ người không có duyên không phải Phật Bồ Tát không từ bi là do chúng sanh không có duyên vì sao gọi là không có duyên Chúng sanh không tin Nếu Ngài xuất hiện Tôi nghĩ Tôn Giả Ca Diếp Sẽ gặp rất nhiều rắc rối Vì sao vậy Vì mỗi người đều đến lạy Ngài Chắc người lên núi kỳ túc rất đông Ngài còn có thể sống được Những ngày tháng thanh tịnh ư Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được một số người cảm thấy kỳ lạ vì thọ mạng của con người không sống đến một trăm tuổi vậy mà ngài sống hơn ba ngàn năm tức đã trở thành quái nhân người thế gian về mặt nhân tình không thừa nhận ngài cho nên chỉ có người đặc biệt có nhân duyên Ngẫu nhiên thị hiện chốc lát Cảnh Hưng nói Khi thỏa mãn con người 70.000 tuổi Chánh Pháp vô thượng mới hoàn toàn đoạn diệt Nên gọi là Kinh Đạo Diệt Tận Hai cách nói trên Mỗi thuyết đều căn cứ vào một nghĩa Đều có căn cứ Khoa phán của Đại sư Giọng Tây nói Đại sư dọn tây là một vị tổ sư của Nhật Bản. Đại sư thiện đạo di đà thùy Tích là Phật A Di Đà tái sanh. Từ ân Bồ Tát quán âm quá Thân điện là Đại sư Khuy Cơ. Đại sư Khuy Cơ là Bồ Tát quán thế âm tái sanh. Những gì hiểu được không ít lấy nói làm bằng cứ ý của đại sư giọng tây là nên tuân thủ cách nói của đại sư thiện đạo đây chính phật a di đà nói căn cứ ý của ngài giọng tây chú thích kinh gian này nên theo lời dạy của đại sư thiện đạo thuyết này rất thơm sâu chú giải này của hoàng niệm tổ là tập chú quý vị xem cách nói khác nhau ông đem tất cả viết vào đi lựa chọn sau cùng rốt cuộc chúng ta y cứ vào đâu vẫn là nương vào ý của các bậc cổ đức bản thân không dám kết luận vẫn dùng của các bậc cổ đức chú giải này quá hay hàng hậu nhân chúng ta cần phải học tập nói thật người hiện nay chú kinh tốt nhất áp dụng phương pháp của hoàn niệm tổ tập chú giải kinh luận của các bậc tổ sư mới có thể lấy niềm tin cho người khác bản thân chúng ta tu hành chưa đủ chỉ có sưu tập kinh văn sưu tập tư tưởng của các bậc cổ đức mọi người mới có thể tin tưởng đây là mở ra một trường hợp chú kinh tập chú ngày xưa có không phải không có nhưng ít trong này dẫn chứng hơn 80 loại kinh luận một trăm lẻ một loại chú giải của các bậc tổ sư còn có chín loại chú giải của các tổ sư hàn quốc nhật bản tổng cộng có một trăm chín mươi ba loại nên đây là tập đại thành chú giải chúng ta đọc bộ chú giải này chính là đọc được một trăm chín mươi ba loại kinh luận và chú sử của chư vị tổ sư Đích thực như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Một là tất cả, tất cả là một Đọc cuốn chú giải này là đọc được tất cả kinh điển đại thừa, tiểu thừa, hiện giáo mật nhau Câu sau cùng của Hoàng Niệm Tổ Cách nói này rất thâm sâu chúng ta y theo tư tưởng của đại sư thiện đạo như vậy là chính xác đặc biệt lưu lại kinh này tin ảnh sớ nói phật dùng từ bi lân mẫn chúng sanh nên sau khi pháp việt lưu lại duy nhất kinh này Thêm một trăm năm đệ tí độ tỷ là từ bi tỷ thị độ thoát chúng sanh trong kinh này khai thị về tịnh độ khiến người cầu giảng sanh nên đặc biệt lưu lại nghĩa là phương pháp này đơn giản dễ dàng ổn định nhanh chóng chỉ cần quý vị tin có thể lý giải quan hệ không lớn quan trọng là tin thật nguyện thiết chính là hai điều kiện này tôi tin thật sự tôi bằng lòng định thế giới cực lạ hai điều kiện này trong yếu giải Đại sư Ngọc Ích gọi là Tâm Bồ Đề Vô Thượng Tin thật không chút hoài nghi Bằng lòng giảng sanh Đây chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề Đối với tư tưởng của Đại sư Ngậu Ích Đại sư Ấn Quang tán thang đến tột định. Mặc dù cổ Phật tái sanh để giết chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể hơn được bản này. Đại sư Ngẫu Ích là ai? Thân phận chưa bộc lộ, chúng ta không biết. Trong tưởng tượng nếu ngài không phải Phật A Di Đà tái sanh, chắc chắn là quán thế âm Bồ Tát hoặc đại thị chỉ không phải chư vị bồ tát này không nói được như thế chúng ta phải tin chúng ta đúng là có phước báo một trăm năm gần đây có lỗi với tổ tâm đúng là đại bất hiếu mặc dù là có lỗi nhưng tổ tâm vẫn yêu thương bảo vệ con cháu con cháu phạm lỗi lầm lượng đến mấy Họ cũng có thể tha thứ Đây là đạo lý tất nhiên Người đồng với tâm này Tâm đồng với lý này Sẽ có Phật Bồ Tát đặc biệt quan tâm Đến mảnh đất này Đặc biệt quan tâm đến những chúng sanh này Đều là đời sau của tổ tâm vì sao phạm lỗi lầm này bất hiếu bất kính đại bất hiếu đại bất kính vì sao vậy cũng không thể trách những người bây giờ nên trách ai mở đầu bất hiếu bất kính này do ai gây ra thái hậu từ hy món nợ này phải tính nơi bà ta bà là người dẫn đầu phá hoại nếp sống của chúng ta từ lúc mở nước các bậc đế dương thời nhà thanh đều quy y tam bảo vô cùng tôn kính tam bảo Các bậc cao tăng đại đức được phong làm quốc sư Chỉ đến bà Tự xưng là lão Phật gia Phật Bồ Tát đều thấp hơn một bậc Vì bà là lão Phật gia Trên sau dưới vậy Người lãnh đạo khinh mạng Phật Bồ Tát Khiến tính tâm của người bên dưới Đối với Thánh Hiền Phật Bồ Tát Dần dần suy yếu Từ khi đến cuối thời nhà Thanh Ảnh hưởng của bà cũng gần một trăm năm bà đã phá hoại nếp sống này. Nên thời đại của bà còn có nói. Nhưng ít người chân tu người chứng quả không có. Đến đầu năm dân quốc sau khi nhà Thanh mất nước Người nói cũng không có Lúc chúng tôi học Phật 60 năm trước Điểm xem những Pháp Sư Hoàng Pháp Giảng Kinh dạy học trên cả nước Không quá 10 người Một nơi rộng lớn như Trung Quốc hơn nữa không phải giảng mỗi ngày lúc giảng lúc không một năm giảng khoảng một hai tháng là nhiều đến nay hầu như không có ai giảng theo tư tưởng trong kinh nhân dương không có người nói pháp sẽ gì chúng ta ngày nay thực tế mà nói cũng là thấy được chân tướng sự thật đây không phải là tôi nhận ra đại sư chương gia nhận ra được tôi theo học với đại sư ba năm ông khuyên tôi xuất gia theo gương đức thế tùng lúc đó tôi không hiểu là ý gì sau khi đại sư diên tịch tôi dần dần lãnh hội được tôi nghĩ những điều đại sư nói rất có đạo lý tôi có thể xuất gia không có gì vướng bận vì sao chỉ một mình ở đài loan cho nên y theo lời dạy của đại sư lựa chọn con đường này cuốn sách đầu tiên là thích ca phổ là cuốn sách đại sư chỉ định cho tôi đọc đó là truyện ký của đức phật sau khi xem xong mới nhận thức và hiểu rõ về đức thí tượng ngài là người như thế nào nói như cách nói hiện nay ngài là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên từ hành nghi một đời của ngài để xem từ công tác một đời của ngài để xem ngài là một người làm công tác nghĩa vụ của giáo dục văn hóa đa nguyên suốt đời dạy học nên ngài là sư đạo là thầy giáo người thầy rất có trách nhiệm lại không thu học tiếng thái độ dạy học giống như khổng tử vậy dạy bất cứ ai không phân biệt quốc tịch không phân biệt chủng tộc Không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng Chỉ cần ta chịu học ngay đều dạy Dạy rất siêng năng Trong kinh điển chúng ta thì Trong hàng đệ tử của Ngài Có bà La Môn Giáo Trong kinh Hoa Nghiêm Có biến hành ngoại đạo Đó đều là truyền nhân Là tôn giáo sư trong tôn giáo Nhưng họ đều là học trò của Đức Phật Đức Phật không dạy họ thay đổi tín ngưỡng Như trường học vậy Quý vị đến học Bất luận tôn giáo nào cũng không sao Bởi thì chúng ta khẳng định Phật giáo là giáo dục Phật giáo là dạy học Ngài làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta Suốt đời dạy học Trong kinh không thể nói Đức Thế Tôn có nghị phép ngày nào không có. Từ những điều này chúng ta cũng lãnh hội được thân thể đức Phật mạnh khỏe. Đúng là thân kim cang bớt hoại. Phương thức sinh hoạt của ngài chúng ta không theo kịp, một ngày chúng ta cũng không chịu nổi. Đêm về ở ngoài trời, ngủ dưới gốc cây ngày ăn một bữa Thân thể ôm yêu không được Tuổi trẻ còn chịu được lúc Ngài Duyên Tịch đã 79 tuổi Trên 70 tuổi vẫn sống cuộc sống như vậy Không nói trên 70 tuổi Ngài sống trong nhà không có Lúc Duyên Tịch Ngài ở trong rừng Không ở trong phòng đây đều là làm gương cho chúng ta trong này bao hàm ý nghĩa rất thâm sâu bởi vậy chúng ta cần lấy ngài làm gương phải học tập theo ngài mỗi ngày ngài giảng kinh không chỉ bốn tiếng chúng ta thua xa Ngài không hề nghỉ ngơi Một người đến cũng vậy Hai người đến cũng vậy Người nhiều hay ít đều không sao Ngài cũng không mở lớp chính thức Đến lúc nào vậy lúc đó Muốn học nhiều thì ở thêm vài ngày Học một hai ngày thấy đủ rồi Vậy thì ra đi Đúng là không cự tuyệt người đến Không lưu giữ người đi Chúng ta phải hiểu được điều này Việc làm của Ngài đáng để người hậu nhân chúng ta học tập Chỉ lưu lại duy nhất kinh này Bộ kinh này đặc biệt quan trọng Đức Thế Tôn khi tại thị Nhiều lần tuyên thuyết Lưu lại những kinh đại tạng này Trong đời Đức Phật chỉ nói một lần Không lặp lại Duy nhất bộ kinh vô lượng thọ Đích thực là Tuyên thuyết nhiều lần không chỉ một lần kinh dương lượng thọ lưu truyền đến trung quốc từ sớm đặc biệt có nhân duyên với trung quốc truyền đến trung quốc sớm nhất ngài an thế cao có bản dịch đáng tiếc bản này đã thất truyền từ nhà hán đến nhà tông thời gian tám trăm năm phiên dịch 12 lần trong đại tạng kinh có đề một của kinh này nhưng kinh không còn thất truyền bảy loại còn lại năm loại từ trong năm loại lưu lại này chúng ta nhận ra không phải giảm một lần trong kinh này phần quan trọng nhất chính là nguyện nguyện do Phật A Di Đà phát có hai bản là bốn mươi tám nguyện hai bản khác là hai mươi nguyện bản dịch thời nhà Tống là ba mươi sáu nguyện bất luận dịch như thế nào chắc chắn không phải do dịch sai Vì sao có sự khác biệt lớn đến như thế? Nên các bậc cổ đức nghĩ rằng Ít nhất phải tuyên giảng ba lần Không giống nhau Mới có khác biệt lớn như vậy Kinh điển tiếng Phạn truyền đến từ Ấn Độ Không phải chỉ một bản Còn bảy bản thất truyền không thấy được nếu thấy được có thể càng nhiều nên tổ sư đại đức chắc chắn rằng ít nhất là ba lần hoặc trên ba lần chứng minh rằng kinh này vô cùng quan trọng xưa nay chưa từng có trong kinh này lại có một đoạn kinh văn đặc biệt lưu lại kinh này Chủ Thê Một Trăm Năm Câu này hoàn toàn tương đồng với trong Kinh Pháp Diệt Tận Đức Phật nói tương lai Phật Pháp Diệt Tận Kinh Diệt đầu tiên là Kinh Lăng Nghiêm Sau cùng là Kinh Vô Lượng Thọ Sau khi các kinh điển diệt hết Sau cùng mới đến Kinh Vô Lượng Thọ đều có thể tìm được ấn chứng vì pháp môn tịnh độ nói trong kinh này khiến người cầu sanh dạy người khuyên người phải cầu sanh Thế giới cực lạc ngay trong đời này Giới thiệu về thế giới cực lạc Một cách rất tường tận Đặc biệt lưu lại bộ kinh này Bộ kinh này là Kinh điển viên mãn Có thể giúp chúng ta thành tựu Kinh Đại Bác Niết Bàn Hiển thị Phật Tánh Thánh nhân ẩn trước gọi là diệt trước đây là nói đến kinh đại bác niết bàn thánh nhân ẩn trước ẩn chính là diệt độ Tức là ý này Cái này dạy người chán khổ cầu vui Cứu giúp người phàm Gọi là hậu diệt Nghĩa là nói Phật Pháp trú thế những gì diệt trước những gì diệt sau cũng là dần dần bị đào thải vì sao bị đào thải không khí cư những kinh điển đại thừa này khí lý không khí cư càng về sau càng cư càng kém Từ đâu để thấy được Mất niềm tin Không tin nữa Người bây giờ không có tính tâm Muốn khôi phục niềm tin của họ Vấn đề này quá khó Mà tin là mẹ của mọi công đức trong pháp thế gian nhân lễ nghĩa tri tình trong truyền thống xưa tính là gì tính là giới hạn thấp nhất của truyền thống văn hóa là giới hạn sau cùng nếu mất niềm tin truyền thống văn hóa sẽ bị gì nhân lễ nghĩa trí tính côi phục tính tâm này là vấn đề nan giải cho nên trong phật pháp đại thừa nói phật độ người có duyên câu này đã nói đến tận cùng thế nào là người có duyên người có tính tâm tính tâm này chắc chắn trong đời quá khứ đã từng học Nếu trong đời quá khứ không có nền tảng sâu dày Ta gặp được làm sao có thể tin Bởi vậy nói không tin, rất khó tin Đây là hiện tượng rất bình thường Chúng ta thấy được, nghe được, Chẳng có gì kỳ lạ Biết được quý vị có thể tin Có thể lý giải Có thể hiểu Nhất định Trong đời quá khứ Có thiện căn sâu dày Thiện căn này Tuyệt đối không phải Một đời một kiếp Có thể học được Như trong Kim Kim Càng nói Quý vị có thể tin Đại Thừa Kinh điển nói rất hay Tuyệt đối không phải trồng thiện căn Một đời, hai đời, ba, bốn, năm đời Mà là gì? Từ vô lượng kiếp Chúng ta trồng thiện căn với chư Phật Mới có thể tin được Người có chánh tính này khi gặp được Nhất định phải biết thương mình Vì sao vậy Có căn cơ tốt như vậy Trong đời này ta có thể vượt thoát luân hồi lục đạo Có thể giảng sanh thị giới cực lạ Chứng đại viên mãn ngay trong đời này Quý vị phải có lòng tin như vậy Cần phải nắm bắt cơ hội này Đừng bỏ lỡ như vậy trong đời này sẽ so thành tựu sẽ viên mãn giải thoát đây là một sự may mắn biết bao do đó chúng ta không còn lưu luyến đối với tất cả pháp thế xuất thế gian tôi chỉ theo pháp môn này chỉ đi con đường này chắc chắn sẽ so thành công đức thế tôn đã chứng minh cho chúng ta phật di đà đã chứng minh cho chúng ta tất cả chư phật như lai trong mười phương chứng minh cho chúng ta như vậy còn có thể hoài nghi ư? Nên vậy chúng ta chán khổ cầu vui, đây là những gì người thế gian mong cầu. Chúng ta học Phật đời đời kiếp kiếp nhưng không giảng sanh được. Khuyết điểm cũng là do đây. Chúng ta vui trong sự khổ mà tưởng là vui thật. Không biết luân hồi khổ Không biết tam đồ là khổ Nên chúng ta lơ là Đối với giáo huấn của Phật Không biết sơ suốt bao nhiêu lần Đời này không được tiếp tục như thế Nhất định phải nắm bắt Cứu phàm trọng yếu Pháp môn này Bộ kinh này quan trọng nhất Để cứu tị hàng phàm phu Cho nên Đức Phật dùng Oai thần Gia trị Khiến nó diệt độ sau cùng Sở ngoài kinh này dạy người niệm Phật giảng sanh Nên chỉ lưu lại kinh này một trăm năm sau cùng cứu độ chúng sanh Đối với kinh Đại Bác Niết Bàn và kinh Thủ Lăng Nghiêm Đây là kinh diệt độ sớm nhất Hiển thị mỗi người đều có Phật tánh Và giáo Pháp thậm thâm trong thánh giáo Đời mạc thế về sau căng tánh chúng sanh hạ liệt Không ai hiểu được nên diệt độ trước Đã nói ra điều này nghĩa lý của kinh điện quả thâm sâu. Không khỉ cơ nữa. Hiện nay không có người can cơ sắc bén, họ không tin. Họ cũng không học pháp môn này. Cho nên kinh này diệt trước. Năm 1977, hơn 30 năm trước lần đầu tiên tôi đến hồng kông giảng kinh lăng nghiêm lúc đó hồng kông có pháp sư hải nhân suốt đời chuyên nghiên cứu kinh lăng nghiêm chuyên gia lăng nghiêm ông chỉ có sáu người đệ tử điều kiện ông thu nhận đệ tử rất khắc khe đệ tử cần phải học thuộc kinh lăng nghiêm còn thuộc chú giải cả kinh lẫn chú đều phải thuộc mới có thể làm đệ tử ông không được như vậy ông không nhận nên suốt đời ông chỉ được sáu vị đệ tử trong sáu vị đệ tử này pháp sư đại quang giao tình với tôi rất tốt Ông ta lớn hơn tôi khoảng 5-6 tuổi Đều không còn Ông thủa kinh lăng nghiêm và chú dạy rất thú vị Ông học văn cú của Đại sư Ngậu Ích Lăng nghiêm kinh văn cú Đến kinh văn hay văn cú đều thua hết Vì thông thường học lăng nghiêm đa phần đều học trường thủy sớ sớ của pháp sư trường thủy thời nhà tống hoặc mới hơn một chút là chú giải của đại sư giao quan thời nhà minh đa số đều học hai bản này rất ít người học văn cũ của đại sư ngẫu ích Vậy mà ông lại chọn Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú của Đại sư Ngậu Ích. Lúc đó, chúng tôi coi là hàng sơ học, tuổi trẻ, cũng giảng kinh Lăng Nghiêm, đến gặp Hòa Thượng. Lúc đó Hòa Thượng trên 90 tuổi, vô cùng quan hệ. Khi gặp mặt rất quan hỷ, giảng cho tôi nghe về đạo lý lăng nghiêm lăng nghiêm là bộ kinh khai trí tuệ rất nổi tiếng trong kinh điển phật giáo gọi là pháp hoa thành phật lăng nghiêm khai tuệ kinh pháp hoa nói về thành phật kinh lăng nghiêm nói về khai ngộ Bồ Tát Quán Thế Âm phản văn văn tự tánh tánh thành vô thượng Đặng Thiền và mật đều vô cùng coi trọng bộ kinh này. Thật ra Lăng Nghiêm hiển thị hai pháp môn đặc biệt không phải một. Chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căng Viên Thông rất rõ ràng Ai cũng có thể thấy được Ngoài ra là chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương này không dễ nhận ra Vì nó được đặt ở sau cùng 25 vị Bồ Tát Vị sau cùng là Bồ Tát Di Lặc Trước Bồ Tát Di Lặc là Bồ Tát Đại Thế Chí Nên Bồ Tát Đại Thế Chí đặt ở thứ 24 Bồ Tát Di Lặc thứ 25 Quý vị xem Vị trí hai ngày bị thay đổi Bồ Tát Đại Thế Chí đặt ở sau cùng Bồ Tát Di Lặc Hai ngày thay đổi vị trí Thay đổi như vậy tượng trưng điều gì? Pháp môn đặc biệt. Nó không phải là pháp môn bình thường. Pháp môn bình thường là sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp đặc biệt chính là pháp môn đặc biệt. Bởi thì có hai pháp môn đặc biệt. Một số người đều không nhận ra điều này, quá sơ ý. thật ra lúc tôi giảng kinh lăng nghiêm cũng không nhận ra cũng là nghiêng về bồ tát quán thế âm tôi làm sao phát hiện được pháp môn của bồ tát đại thế chí là một vị pháp sư người nhật khi ở đài loan lần đầu tiên chùa lâm tế truyền giới Lúc đó tôi đã xuất gia Đang làm thư ký cho giới đàn Có bốn học sinh của Đại học Đài Loan Họ đều là sinh viên sắp tốt nghiệp Sinh viên năm thứ tư Đi cùng thầy giáo của họ là người Nhật Bản Là giáo thọ khách mời của Đại học Đài Loan Đi cùng ông đến chùa Lâm Tế gặp tôi đó là thân phận giáo thọ. Ông hỏi tôi học gì? Lúc đó tôi đang học kinh Lăng Nghiêm với thầy Lý ở Đài Trung. Ông hỏi tôi tu pháp môn gì? Tôi nói tôi tịnh độ. Thái độ của vị này rất ngạo mạn, rất coi thường hỏi tôi một câu lăng nghiêm và tịnh độ có quan hệ gì câu hỏi của ông khiến tôi nghĩ đến sự thay đổi vị trí của bồ tát đại thị chi thay đổi vị trí bồ tát di lặc hai pháp môn đặc biệt câu hỏi của ông ta đã nhắc nhở tôi và tôi hỏi lại ông ta Quan Thế Âm và Đại Thế Chi có liên quan với tịnh độ như thế nào? Tôi hỏi như vậy ông ta không biết trả lời sao? Tôi nói vị trí thứ tự của chư vị Bồ Tát trong nhị thập ngũ viên thông chương Đặc biệt đưa hai vị này lui về sau cùng Quán Thế Âm Bồ Tát nhĩ căn viên thông chương và Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Duyên Thông Chương Là một không phải hai Pháp môn niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí Là pháp môn thù thắng bậc nhất Mà biến pháp giới hư không giới cùng học Còn Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ căn Duyên Thông Chương là khí hợp căn cơ của chúng sanh cõi ta bà nhất Người thế gian chúng ta năng lực nghe mạnh hơn thấy Thấy không hiểu, nghe hiểu Đây chính là nhĩ căn sắc bén Vì sao Bồ Tát Quán Thế Âm đặc biệt có nhân duyên với chúng ta Chúng ta căn tánh tương đồng Còn Bồ-Tát Đại Thị Chỉ tượng trưng trí tuệ. Trí tuệ thật sự mới chọn niệm Phật giảng sanh. Đệ nhất đẳng trí tuệ. Không phải trí tuệ chân thật. Họ không biết. Thế nên niệm Phật Duyên Thông Chương Phải đợi trí tuệ bậc nhất Bồ-Tát Đại Thị Chỉ làm tượng trưng. cho nên hỏi đúng rất có ích khi người ta hỏi tôi mới nghĩ ra được vấn đề khi không có ai hỏi chỉ biết một cách hồ đồ như vậy nên hỏi đáp đúng là tự lợi lợi tha rất nhiều vấn đề bình thường tự mình không nghĩ ra đến khi hỏi liền nghĩ ra Bộ kinh này cũng vậy Phật Thích Ca Phóng Quang Tôn Giả An An hỏi Nhờ vậy mà Thế Tôn nói kinh này Tự tánh Trí tuệ bát nhã vốn đầy đủ trong tự tánh Chính là thủ lăng nghiêm tất cả chúng sanh đều có tự tánh vốn đầy đủ vì sao không hiển lộ được phiền não tập khí chướng ngại tự tánh càng về sau những tập khí phiền não này càng nặng Quý vị xem tập khi chúng ta nhiễm từ đời trước Đến đời này lại mang theo Không những không đoạn được Lại càng thêm sâu nặng Như vậy quý vị sẽ biết Chín ngàn năm sau Càng về sau tập khí càng thêm sâu nặng Đạo lý chính là như vậy nghĩa là chúng sanh ngày càng khó độ. Chúng ta thấy không nhiều chỉ thấy ba đời. Đời trước, đời trước nữa. Đời trước nữa là đại sư Ấn Quang, pháp sư Đế nhàn. Chúng ta thấy thời đại của họ độ chúng sanh khá dễ dàng, nhiều người tin ít người hoài nghi Đời sau của họ là Pháp Sư Đàm Hư Như cư sĩ Lý Bỉnh Nam Đây là trước một đời Tình trạng xã hội không giống như trước Chúng sanh nhiều vọng tượng tạp niệm họ độ chúng sanh khó hơn khó hơn nhiều so với thời tổ sư ấn quan bây giờ đến thời đại chúng ta càng khó khăn hơn so với thời đại của thầy lý chúng ta có thể nghĩ đến tương lai đời sau chúng ta còn khó hơn so với chúng ta chúng ta thấy ở trên là có thể biết được Căng tánh đời này không bằng đời trước giống tưởng ngày càng nhiều tạp niệm ngày càng nhiều hơn những lý luận lệch lạc tà tri tà kiến chúng sanh căn tánh ác lịa không ai có thể hiểu không sai chút nào nếu bản thân chúng ta cũng không biết làm sao giải thích cho người khác nghe Bản thân làm sao để biết? Nhất định phải phiền não nhẹ trí tuệ tăng trưởng. Nếu không buông bỏ phiền não, chẳng thể vào được cửa. Ngày ngày nghe cũng vô dụng, vì đã bị phiền não chứa ngại. Chắc chắn không nghe hiểu, không minh bạch Thầy Lý mở lớp giảng sư Chính là đào tạo nhân tài giảng kinh Có hơn 20 học viên Tôi cũng tham gia vào lớp này Thầy giáo lên lớp mọi người cùng nghe Chúng tôi lý giải không giống thầy Người nhiều giọng niệm Họ nghe không hiểu năng lực tiếp thu rất kém người nhất tâm chuyên chú người chân thành cung kính họ lãnh ngộ nhiều rất rõ ràng điều này không liên quan đến trình độ cao hay thấp không liên quan đến vấn đề đó Không cần biết quý vị có bao nhiêu kiến thức Cũng không hề liên can đến Đúng như câu nói của Ngài Ấn Quang Ở nơi thành kính Ngài nói rất hay Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Nói đến sau cùng vẫn là hiểu thân tôn sư Đây mới là căn bản quý vị có thể hiếu thân sẽ biết tôn trọng thầy giáo tôn trọng thầy mới đạt được nhiều thứ mới thật sự đạt được một ít còn như không có tâm cung kính đối với thầy không đạt được hiện nay vì sao tôi không đến trường dạy học trước đây ở đài loan Lúc đó không gọi là đại học văn hóa Mà gọi là học viện văn hóa Về sau phát triển rộng lượng thành đại học Tôi dạy ở học viện văn hóa 5 năm rồi Không dạy nữa Tôi đi tham quan rất nhiều trường đại học ở nước ngoài Đôi khi đến dạy dài tiếng Vì sao tôi không vậy Tâm học sinh không chuyên chủ Có thể nhận ra được Thầy ở trên bục dạng Quý vị thấy được nhãn thần của chúng Chuyên chú của chúng Khoảng bao lâu Nhiều nhất là 15 phút 15 phút đầu còn được Sau 15 phút là bắt đầu lơ là Không biết đang nghĩ đến vấn đề gì như vậy làm sao tiếp thu được vậy thì tôi hồi tưởng lại thời gian tôi theo đại sư chương gia đại sư dạy tôi nhất định tâm tình phải hoàn toàn ổn định chỉ cần có một chút hiện tượng trôi nổi ngài không giảng Chúng tôi phải ngồi thật đoan chắn Ngồi đối diện với Đại sư Không nói câu nào Nhất định phải thả lỏng Buông bỏ tất cả Ngài mới giảng cho ta nghe Phương pháp dạy học đó Nếu hiện nay trong trường đại học áp dụng phương thức này Học trò nghỉ hết Ai nghe quý vị giảng Đây chính là gì? Quả thật là chúng sanh hạ liệt Không ai có thể hiểu được Nên Pháp cũng diệt Thầy cũng viên tịch Đều không còn nữa không phải họ không từ bi mà vì không có ai tiếp thu kinh vô lượng thọ này vậy người ghét bỏ ta bà ngưỡng mộ cực lạc là phương pháp quan trọng để cứu tế phàm phu, phương pháp quan trọng cho nên nói diệt sau. Nhưng cần phải có thiện căn, người không có thiện căn gặp được cũng không tin. Nói quý vị là tôn giáo là mê tín. Họ không mê tín nên không tin Họ không học những thứ này Bởi vậy đây chính là Phật không độ người không có duyên Nhân duyên này là tu được từ nhiều đời kiếp Không phải ngẫu nhiên Có chúng sanh này cho đến đều được giải thoát Đây là đoạn sau cùng trong kinh nếu có chúng sanh tin được kinh này Tùy ý sở nguyện Đều được độ thoát bốn câu Bốn câu này Đức Thế Tôn tận tình khuyên chúng ta Tịnh ảnh sở nói Người gặp được kinh này trực chính là gặp người gặp được bộ kinh này đều được sở nguyện quý vị muốn cầu nguyện gì đều có thể mãn nguyện đều có thể đạt được nói rõ lợi ích khi lưu lại kinh này nói rõ vì sao đức phật lưu lại bộ kinh này đến sau cùng Nguyên nhân do đâu? Bộ cái này thật sự có thể lợi ích chúng sanh trong đời mạt thế. Chính là chúng sanh trong thời kỳ pháp diệt tận. Nếu họ gặp được cũng đạt được lợi ích. Sau khi Pháp diệt tận Sau khi Phật Pháp diệt tận Người nghe trong một trăm năm đó Vẫn được lợi ích Giảng sanh tịnh độ Hướng gì người nghe bây giờ Làm gì có chuyện không giảng sanh Bây giờ chúng ta cách thời Pháp diệt tận Chín ngàn năm Là vấn đề sau chín ngàn năm này Bây giờ chúng ta có duyên Đọc được bộ kinh này Nghe được bộ kinh này Làm gì có lý không giảng sanh Chúng ta phải xây dựng lòng tin từ chỗ này Tội chương Tạo tội nghiệp dù nặng cũng không sao Trong kinh nói rất rõ Ngũ nghiệp thập ác Khi gặp được pháp môn này đều được độ thoát Ngũ nghịch thập ác là quá khứ Không có trí tuệ Mê hoặc điên đảo Tạo ra những chuyện sai lầm Hiện nay nhất niệm giác ngộ Nhất định không tạo nữa Về sau không tạo nữa Đó gọi là chân sam hồi Đã quay đầu Cổ nhân có câu ngạn ngữ rằng Lãng tử hồi đầu kim bất quán chỉ cần họ quay đầu đó chính là người tốt người tốt trong những người tốt họ thật sự quay đầu phật a di đà có thể không tiếp dẫn họ ư đặc biệt họ tạo ra nhiều loại ác nghiệp là do không ai dạy họ họ không biết đó là sai lầm cho rằng như vậy là đúng nên phải tha thứ cho họ đức phật khuyên chúng ta tha thứ đương nhiên đức phật lại càng không cần nói quý vị xem chúng ta đọc trong kinh người trước không hiểu không biết đạo đức không có người dạy không dạy họ nên họ làm việc xấu người trước là cha mẹ họ là ông bà họ là ông bà cố họ người trong thời đại này tạo nghiệp cần phải tha thứ vì sao vậy chúng ta đã dứt bỏ truyền thống văn hóa đã hai trăm năm nay hai trăm năm bao nhiêu đời một trăm năm trước là cuối thời nhà thanh lãng quên không tôn trọng nhà thanh mất nước đến nay là một trăm năm đã mất không phải lơ là dứt bỏ hoài nghi cho rằng đây là phong kiến là mê tín không hợp khoa học không theo kịp thời đại cần phế bỏ tất cả bao nhiêu đời không dạy không nhắc đến quý vị trách họ được chăng phương pháp duy nhất hiện nay không những phải giả phải học nhất định phải làm gương cho mọi người noi theo thực hiện trong một vùng nhỏ thị trấn nhỏ chúng ta lợi dụng nơi đây hoặc làm ở thị trấn khác cũng được như dùng kinh tế mới hiện nay hàng đệ tử phật thích người của truyền thống văn hóa mọi người đều sống cùng nhau Khu vực nhỏ này phải làm gương cho mọi người nói theo Ở đây hòa thuận Giữa người với người tương thân tương ái Chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau Thể hiện cho người ta thấy Quý vị thấy như vậy sẽ rất ngưỡng mộ Dùng phương pháp này để Thức tỉnh tính tâm của con người Điều đầu tiên là tính tâm nếu họ không tin thì không còn cách nào khác đó gọi là không có duyên họ thấy rồi mới tin nếu họ không thấy họ sẽ không tin đây cũng là nhân duyên nhân duyên tôi cảm thấy do phật bồ tát sắp đặt nếu chúng tôi không có nhân duyên tham gia hội nghị hòa bình của liên hiệp quốc sẽ không có ý niệm này không ngờ sau khi tham gia hội nghị của liên hiệp quốc từ trong vấn đề đã phát hiện được Tôi đã tham gia mười mấy lần. Mỗi lần chủ đề diễn giảng của tôi đều nội định phương pháp giải quyết vấn đề xã hội hiện tại trong truyền thống văn hóa và Phật Pháp Đại Thừa. Quá giải xuống độ đề xuất báo cáo với mọi người. Những người tham gia nghe xong đều vỗ tay hoan hỷ sau khi hội nghị kết thúc cùng nhau ăn cơm nói chuyện rất nhiều người nói với tôi pháp sư nói rất hay nhưng đó là lý tưởng không làm được câu này đã kích tôi rất mạnh vì sao vậy vì họ không tin người bây giờ tin vào khoa học khoa học là sao cần chứng cứ khoa học nói điều này chứng cứ là gì? chúng ta cần phải có điểm thí nghiệm làm ra để mọi người thấy, mọi người tin tưởng. cho nên thí nghiệm ở Trấn Thang trì là bắt buộc. nếu những người đó không ép tôi cũng không nghĩ đến. không khởi ý niệm này do câu nói của họ khiến tôi nghĩ nhất định phải làm thí nghiệm. không làm thí nghiệm người ta không tin. thí nghiệm Bản thân có nắm chắc không đều không biết Bản thân tôi cũng không nắm chắc Cứ làm, cứ làm thử xem Đầu tiên giống nghĩ từ 2 đến 3 năm Thử xem có chút thành tựu nào chăng Không ngờ chưa đầy 4 tháng Hơn 3 tháng đã có thành tích Người nơi thị trấn này đã thức tỉnh lương tâm Quả là không dễ Nên tôi nói đó không phải là công lao của chúng tôi Tôi nói với các thầy cô giáo làm thí nghiệm Chúng ta phải kiềm tốn, Nhất định không được cho rằng chúng ta giỏi hơn người Đều nói với họ như vậy Nếu như vậy là sai lầm lưỡng Đây là gì đức của tổ tông và ta bảo gia trị Chúng ta làm gì có năng lực Chúng ta phải cảm ơn Tổ Tông, cảm ơn Tam Bảo. Đích thực là Tam Bảo gia trì và đức của Tổ Tông. Thí nghiệm thành công, chúng tôi muốn báo cáo lên Liên Hiệp Quốc. Đây không phải là việc đơn giản. Thế nên tất cả đều là phước đức của Tổ Tông gia trì. Hai tháng sau, Liên Hiệp Quốc tìm đến chúng tôi. Tìm tôi thì quá hay. Tôi tìm họ mới khó, họ đến tìm tôi sẽ dễ làm việc. Mà còn mời tôi tổ chức hoạt động này. Đây là điều không thể ngờ được. Hoạt động này là kỷ niệm 2550 năm của Đức Thí Tùng, năm 2006 là Phật lịch 1550. Tổ chức hoạt động này chủ đề là cống hiến của Phật giáo đồ đối với nhân loại. Tổ chức theo đề mục này đúng với tư tưởng của tôi. Tôi cũng không dám tin nên phái ba người đến pháp xem thử rốt cuộc là như thế nào. Nếu Liên Hiệp Quốc muốn tìm một đơn vị cùng họ hợp tác tổ chức Họ tìm nước hội viên Sao lại đến tìm tôi? Ba người đến Pháp nghe ngóng thử Thật sự có việc này Họ tìm ai? Tìm Thái Lan Như vậy tôi đã hiểu Đại sứ Thái Lan Kiến nghị mời tôi cùng làm đơn vị tổ chức Liên Hiệp Quốc đồng ý chính là như vậy đây là tổ tông Sắc sĩ Phật Bồ Tát sắp đạt chúng tôi mới có cơ hội làm ba ngày triển lãm tại Liên Hiệp Quốc chính là thành tích ở thị trấn Thanh trị triển lãm ba ngày và báo cáo tám tiếng đồng hồ tám tiếng chia ra ba thầy giáo vì báo cáo ở liên hiệp quốc dài nhất không quá hai tiếng chúng tôi yêu cầu tám tiếng họ không cách nào đáp ứng tôi nói thời gian không dài chúng tôi không thể nói rõ được nội dung không thể ít hơn tám tiếng Đàm phán sau cùng là Nhiều nhất Bốn tiếng Không thể nhiều hơn Như vậy đã là phá lệ Chúng tôi mời thầy Thái đảm nhận bốn tiếng Và hai vị thầy khác Mỗi vị hai tiếng Như vậy là tạm tiếng Sau đại hội 192 đại biểu Đặc sứ các nước đều muốn đến than trì để khảo sát tham quan Cơ duyên này không phải Phật Bồ Tát sắp đặt Tổ Tông sắp đặt ư Chúng ta làm sao có thể làm được Không thể Chúng tôi nhân cơ hội này Mời chính tôn giáo của singapore mời tôn giáo của úc cùng hợp tác với chúng tôi đạo do thái của úc chúng tôi hợp lại ở trong đại hội của liên hiệp quốc làm cầu nguyện cho hòa bình thế giới đây là điều dũng họ không dám động chạm tôi vô cùng kiên trì nhất định phải mời để mọi người trong liên hiệp quốc thấy tôn giáo là hòa bình tôn giáo có thể đoàn kết họ sợ cho rằng bất đồng tôn giáo ở cùng nhau sẽ có đấu tranh không dám Ba ngày hội nghị này họ thấy được Mười tôn giáo hợp lại rất hòa thuận Giống như anh chị em một nhà vậy Họ đều nhận ra Sau khi hoạt động này kết thúc Liên Hợp Quốc thành lập một văn phòng tôn giáo Trước đó không có Khiến họ có cảm tình tốt đối với tôn giáo Thành lập văn phòng tôn giáo Bởi vậy không thể không làm thí nghiệm Ngày nay nhất định phải có thí nghiệm Mọi người tận mắt chứng kiến Họ mới cảm nhận được Nếu như không có thí nghiệm Muốn để một số người có tín ngưỡng, có niềm tin đối với truyền thống văn hóa là điều vô cùng khó khăn. Truyền thống văn hóa Phật pháp đại thừa có tiền đồ chăng? Hiện nay còn là dấu chấm hỏi. Ai dám nói? Văn hóa và Phật pháp đúng là rất hay, bản thân chúng ta đều biết. Chúng ta được độ Câu giảng sanh chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng muốn mọi người có thể tin, có thể tiếp nhận là điều không dễ chút nào. Phải xem vào điều gì? Xem giận nước, xem giận khí của thời thế, giận khí của toàn thế giới. Đây đúng là cần chư thần đến gia trị. Phải dựa vào đức của tổ tâm Nếu thế giận không còn Giận nước không còn Đó chính là Người nước ngoài nói Tận thế Sang năm 2012 là tận thế Vấn đề này hiện tại không còn cấm kỵ Công khai đưa ra thảo luận Chúng ta nên ứng phò vấn đề này như thế nào? Những người tu theo tịnh độ áp dụng câu Phật hiệu Công đức lợi ích của câu Phật hiệu này Trong các buổi giảng chúng tôi nói đến rất nhiều Thật sự có tính tâm Dù thiên tai có lớn cũng có thể vượt qua bình an phải tin thật Phải nguyện thiết Phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm Sẽ dựa qua được kiếp nạn này Bởi vậy bộ kinh này có thể cứu chúng ta Trong thời kỳ Pháp diệt tận chúng sanh trong thời đó Đối với hiện nay tuyệt đối không vấn đề gì Bên dưới là nơi định ý trong sự Sự nói Người gặp kinh này Nhất định mãn bản nguyện mình Bản nguyện Bản nguyện của người học Phật chính là Giảng sanh làm Phật Chúng ta nhất định phải đi làm Phật Trong kinh dạy rằng Thị tâm thị Phật quý vị vốn là Phật. Hiện nay chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thị tâm tác Phật. Vốn là Phật, hiện nay lại phát tâm làm Phật. Nhất định thành Phật. Nên tròn được bản nguyện Điều này chứng minh lợi ích khi lưu lại kinh này lợi ích chân thật trong bộ kinh này nói đến ba điều chân thật chân thật rốt ráo trí tuệ chân thật lợi ích chân thật ba loại chân thật này đều có đủ trong bộ kinh này đối với thời kỳ pháp việt nghe kinh còn được lợi ích giảng sanh cực lạc sau chín ngàn năm còn đạt được lợi ích thù tháng này huống gì bây giờ người nghe kinh tính thọ làm gì có đạo lý không thể giảng sanh cực lạ đây là khẳng định chắc chắn được giảng sanh sớ lại nói tiếp chắc chắn được giảng sanh đừng nên nghi hoặc lo lắng Câu này quá hay Kiên định niềm tin của mình Phải tin rằng Chắc chắn được giảng sanh Đừng nên do dự Đừng nên nghi hoặc Được độ là vượt qua biển sanh tử Mà chứng niết bàn Diễn diễn xa lìa lục đẳng xa lìa mười pháp giới biển ví như sanh tử bỉ ngạn ví với niết bàn vượt thoát dòng sanh tử bước lên bỉ ngạn của niết bàn có nghĩa là được độ chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới như lai hưng thị nang trượt nang kiến chư phật kim đạo nang đắc nang văn ngộ thiện tri thức văn pháp Nang hành thử diệt di nang nhược văn tư kinh tín nhạo thọ trì nang trung chi nang vô Quả thử nang Đức Thí Tùng quả thật từ bi tột cùng Không ngừng khuyên chúng ta Nói ra cho chúng ta biết về chân tướng sự thật Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ một đoạn chú giải rất dài Hữu Đoạn kinh gian bên phải Thang là thang thở Nghe kinh tín thọ Là khó trong các điều khó Đây là nói với ai Không phải nói với một số người Cũng không phải nói với người học Phật là nói với những người tu tịnh độ nhất định phải hiểu được ý này chúng ta được thân người gặp được phật pháp gặp được đại thừa gặp được tịnh độ gặp được tịnh độ trong đời này có thể thành tựu chăng là nói đến khó trong các điều khó. Vì sao lại khó như vậy? Gặp được rồi mà không thể giảng sanh. Đối với tịnh tâm hiểu chưa đủ thấu triệt. Tịnh tâm không kiên định. Nguyện tâm không khẩn thiết. Cảnh giới hiện tiền Vẫn còn động tâm Thậm chí vẫn còn thoái chuyển Như vậy là không được Bởi vậy Nghe kinh tin hiểu thọ trì Là khó trong các điều khó Khiến người biết kinh khó nghe Sanh tâm kính trọng hy hữu Quả là không dễ Mấy năm trước Trước sau trải qua ít nhất 5 năm Là cửa ải nghiêm trọng Biết bao người phản đối Hội tập của Hạ Liên Cư Dùng ngôn ngữ lận gian tự phê phán Áp lực lớn này rất khó gánh vác Chúng tôi rất kiên trì Không vì vậy mà dao động Hai năm đó cuộc tôn giáo của nhà nước đã thừa nhận áp lực này coi như được thả lỏng cuộc tôn giáo quốc gia xuất bản tịnh độ ngũ kinh kinh vô lượng thọ chính là dùng bản hội tập của hạ liên cư chứng tỏ quốc gia đã thừa nhận bộ chú giải này của hoàng niệm tổ rất hay lượng lưu thông không lớn vì chú giải quá dài chú giải rất tường tận người bây giờ không đủ chuyên nhẫn những thứ họ cần càng đơn giản càng tốt nhiều trang quá họ không tiếp thu bản chú giải này rất dày nên khó chúng ta phát tâm tin tấn học một lần học hai lần học mười lần có thể khiến người thế gian sanh khởi sức chú ý đối với bộ kinh này Có thể xem trọng và sanh khởi tính tâm giới kinh này Họ được độ và cơ duyên sẽ thuần thuộc Cho nên sanh tâm kính trọng hy hữu Hưng thị xuất hưng ư ừ thị xuất hiện tại thế gian Như lai xuất hiện tại thế gian Tư trì kỹ nói Thân Phật sung mãn Tùy vật hiện hình Thị hiện sanh ra khởi xướng Rồi diệt tận Cứu độ quần sanh Mấy câu này Pháp thân của Phật Chân thân Đích thực là Đầy cả vũ trụ Tồn tại mọi lúc mọi nơi Chúng ta thấy được Phật A-di-đà Phải chăng là Phật A-di-đà từ thế giới cực lạc đến đây Phải trải qua mười dạng ước cõi nước Phật Không phải Phật A-di-đà ở trong hiện tại Gặp duyên Ngài liền hiện hình Không có duyên ngài ẩn mất Cho nên tùy vật hiển hình Chữ vật này phạm gì rất lớn Nếu tùy người Trong mười pháp giới chỉ có nhân pháp giới Dùng vật Tức có mười pháp giới đều có Trong tứ thánh Pháp giới rất dễ hiện hình Vì sao vậy? Vì những người này tâm thanh tịnh Ít vọng tưởng tạp niệm Nhiều cơ hội thấy Phật Nhưng cũng khó thấy khó gặp Vì sao vậy? Vì họ không muốn thấy Chúng ta muốn thấy không thấy được Họ không muốn thấy không có ý muốn thấy phật đây là gì không biết áo nghĩa của tịnh tông không biết sự thù thắng của tịnh tông nguyên nhân chính là như vậy ở nam thiệm bộ châu của chúng ta Tức hiện nay mọi người nói là trên địa cầu Ba ngàn năm trước Đức Thế Tôn ứng quá tại đây Hiện thân giáo hóa chúng sanh Đây là thế gian có nhân duyên với Phật Tuy muốn gặp Nhưng vì tập khí phiền não quá nặng Nghiệp lực quá nặng Đã làm chướng ngại Chướng ngại nhân duyên này Muốn thấy không thấy được Nên đúng là khó thấy khó gặp Thị hiện sanh ra khởi xướng là diệt độ Đây là không thức thời Chúng sanh có cảm Phật liền có ứng Ngay đến thị hiện Khởi sướng là giáo hóa chúng sanh Hết duyên ngay liền diệt độ Đây chính là thị hiện sanh diệt tiếp độ quần sanh phật ứng quá ở thế gian mục đích là cứu độ tiếp dẫn những chúng sanh có duyên căn cứ sở kiến của ta bà sanh vào trong cung vua chán ghét thế gian tu hành đây là nói đến đức thế tôn ba ngàn năm trước ngài sanh ra trong cung của vua tịnh phạn sanh ra ở đó lớn lên ở đó chán ghét thế gian nên tu hành đây là biểu diễn cho chúng ta xem Tám tướng thành đạo Hàng ma thành Phật Hàng ma Nói đơn giản là Buông bỏ dạng duyên Dạng duyên là ma Chỉ có một thứ không buông được Nó vẫn chứa ngại chúng ta như thường Nên gọi là hưng thị thị hiện buông bỏ dạng duyên được thị tùng mười chín tuổi lìa xa gia đình điều này ý nghĩa rất thâm sâu buông bỏ phiền não chưa nhà là phiền não ba mươi tuổi thành đạo dưới cội bồ đề là buông bỏ sở tri chương không phải ngài đã tham học suốt mười hai năm ư sở học mười hai năm đều buông bỏ hết như vậy mới đại triệt đại ngộ phải triệt đệ buông bỏ hai loại chướng ngại này cho nên phật pháp không quý đa văn Quý ở chỗ buông bỏ Mục đích nghe kinh là gì? Hiểu rõ chân tướng sự thật Chân tướng là gì? Dạng pháp giai không Trong kinh bát Nhà nói Nhất thiết pháp vô sở hữu Tất cánh không bất khả đắc Đây là thật tướng các pháp Thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch, tự nhiên buông bỏ, không cần phải khuyên. Đây gọi là thành Phật, buông bỏ tức gọi là thành Phật. Gọi là thân Phật biến pháp giới, không có đến đi. Tam tỳ nhất như vốn không sanh diện. Thật vậy. Đây là tự tánh, là pháp thân pháp thân chính là tự tánh tự tánh chính là pháp thân pháp thân không có tướng tùy theo cảm của chúng sanh chúng sanh có cảm ngài liền có ứng chúng sanh hy vọng thấy tướng phật ngài liền thị hiện thân phật chúng sanh hy vọng thấy bồ tát ngài liền hiện thân bồ tát trong kinh Lăng Nghiêm nói Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Phật tuyệt đối không có khởi tâm động niệm Điều này chúng ta phải khẳng định Phải tin Lúc Đức thì... hiện, Thế Tôn tại thì Ngài thị hiện trú thị 79 năm Người Trung Quốc tính tuổi mụ là 80 năm 80 năm Đức Phật có khởi tâm động niệm chăng? Không có Ngài có phân biệt chấp trước chăng? Không có Nếu Ngài khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Ngài là phàm phu Ngài sẽ thoái chuyển Quả thật không có phân biệt chấp trước Không có khởi tâm động niệm Tùy theo tâm chúng sanh mà ứng hóa ra như thế Quý vị đưa ra câu hỏi Ngài lập tức trả lời Quý vị không hỏi trong tâm Ngài trống không Một Pháp cũng không có Đây là thật Quý vị muốn gì Ngài liền hiện tướng đó Ngài thị hiện là cảm ứng Chúng sanh không có cảm Ngài không có ứng Có cảm liền có hiện Cho nên Ngài dụng không có sanh diện Không có điểm đi Ngài không có thời gian Cũng không có không gian Thời gian không gian là giả Tam tỷ nhất như Tam tỷ là quá khứ hiện tại vị lai Tất cả đều không có Nhất như Không sanh không diệt Để ứng cơ quá độ nên sanh ra trong cung vua xuất gia tu đạo hàng ma thành tật đây đều là biểu diễn biểu diễn cho chúng sanh thế gian này thấy được khiến họ thấy rõ ràng tâm có sự cảm ngộ mục đích chính là như vậy người can tánh sắc đen vừa thấy liên giác ngộ vấn đề được giải quyết người can tánh kém hơn xem xong vẫn không ngộ đến thịnh giáo ngài liền nói pháp cho người đó nguyên tác phật giáo hóa chúng sanh nói với chúng ta khai thị ngộ nhập Phương pháp Ngài áp dụng Là cương lĩnh chung nguyên tắc chung Ngài dùng phương tiện thiện xảo Để mở tâm cho quý vị Đây là tâm gì? Tâm mê hoặc điên đảo Mở tâm này Hiện thấy được chân tâm của mình Chân tâm chính là Phật Như vậy nên gọi là hưng thị. Phật là gì nguyên nhân này mà xuất hiện ở thế gian. Đây mới nói câu đầu tiên Như Lai hưng thị. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây.